KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9 và mỗi thứ ba lúc 10 giờ 30 sáng và thứ sáu 8 giờ 30 tối. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính quý vị đón theo dõi 7148900699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và trong khi xem chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị muốn order bất cứ món nữ trang nào với giá on sale thật đặc biệt, xin gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 7143058089, 7143058089. Quý vị cũng có thể xem lại qua trang mạng YouTube. Vào YouTube quý vị search KNP Đại Phát Talk Show, đánh thêm chữ P 170 cho 71 172 thì quý vị sẽ xem những cái show mới nhất của trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và nhớ là xem xong rồi quý vị phải gọi lại để bảo đảm rằng là những cái món nữ trang quý vị xem vẫn còn available, tức là chưa có ai order hết tất cả. Gọi ngay cho chị Bích 7143058089. Phong Khanh xin chào chị Bích. Dạ, anh chào cảm ơn Khanh. Một tuần nhanh quá quý vị. Đây tất cả hôm nay lại là tất cả là 32 món. Mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát ở số phone là 7143058089. Bích nói sơ qua là nếu quý vị nào đã gọi vô là muốn chắc chắn cái viên hộp xoàn đó thuộc về của mình thì quý vị phải ra lấy đúng hẹn. Còn không quý vị phải deposit vô, chứ không là cái người kế tiếp ai cũng muốn. Đã là GIA rồi thì người ta đâu cần coi hộp nó là sao đâu. Tại vì GIA, cái thứ nhất là nó có mã số cạnh, ví dụ đây là GIA. Cái hộp đó nó phải match với cái mã số cạnh của cái hộp, của cái viên hộp xoàn này. Với lại là có cả cái logo của GIA. Nếu hộp xoàn nào mà không có cái logo của GIA tức là không phải thuộc về của GIA. Thành ra những cái viên hộp xoàn quý vị đừng có lo ngại. Những cái viên hộp xoàn Bích má mang lên đây là Bích đã tuyển chọn rồi quý vị ạ. Qua hôm nay là mang món số 1 quý vị, là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K. Có khoảng 20 viên xoàn nhỏ cộng với 5 cái viên xoàn, mỗi viên là 4 ly. VVS1 mà nước E-Color. E-Color đã đúng là nước Y nó trắng lắm quý vị. Sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.500 rồi quý vị. Ngày hôm nay on sale chỉ có 2.680. Cái xoàn 4 ly VVS1 là 2 vi. Nước Y đúng là nước Y của nó. Đã chỉ có là 400 đô một viên nhân 5 là 2.000. Còn cái vỏ xoàn là... cái nhẫn vỏ xoàn là gần 2 chỉ vàng đó quý vị, nó nặng lắm. Cộng với hai cái bên hộp xoàn mỗi bên là 2 ly nữa quý vị, chỉ có 680 đô, hai cái cộng lại là 2.680. Qua món số 2 là một đôi bông tai vàng trắng 18K có 16 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 9. VVS1 mà nước E-Color, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.300 đô rồi, hôm nay on sale chỉ có 1.050 đô. Cái xoàn 3 ly 9 VVS1 mà nước E-Color chỉ có 350 đô. Cái này là giá on sale rồi quý vị. Nhân 2 là 700, còn cái vỏ xoàn là 350, hai cái cộng lại là 1.050. Cái bông tai này rất hấp dẫn quý vị. Qua món số 3 là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K có 5 viên xoàn, mỗi viên là 4 ly 2. VVS1 là 2 vi đó quý vị. Nước E-Color sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.200 đô rồi, hôm nay on sale chỉ có 2.400. Cái xoàn 4 ly 2 VVS1 mà nước E-Color on sale ngày hôm nay chỉ có 450 đô một viên nhân 5. Qua món số 4 là một cái mặt xoàn vàng trắng 18K có khoảng 28 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 4 ly rưỡi. VVS2 E-Color
thì sạch tuyệt vời. Cộng với 3 Excellent. Foundation của viên này là nền. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.950 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.450. Cái xoàn 4.5 ly VVS2 E-collar, thay vì nếu quý vị đi vào VVS1, cái hộp này thì chạy ra 800 đô, 850 đô rồi quý vị. Nhưng cái viên này là Bích mua, mà Bích bán coi như có một viên VVS2, thành ra Bích on sale luôn. Chỉ có 700 là giá vốn rồi quý vị. Còn cái mặt xoàn là 750, hai cái cộng lại là 1.450 quý vị. Và món số 5 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu hồng cong vàng trắng 18K, có khoảng 50 viên xoàn nhỏ, cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 21. Nước hedge color là nước hát đó quý vị. IF sạch đẹp tuyệt vời là anh của VVS1 rồi quý vị ạ. À, cộng với 3 Excellent. 3 Excellent là cắt, nó cái độ cắt nó là tuyệt vời, còn đánh bóng cũng tuyệt vời, còn những góc cạnh, những cái góc độ điều hết nó cũng là tuyệt vời, thành ra gọi là 3 Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, mà có cả Hot and Arrow với cái viên này luôn, có 8 trái tim và 8 mũi tên. Cái viên này không còn chê nữa quý vị ạ. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Cái đường kính của viên này được 6.8 đó quý vị. À, giá thị trường là 9.900 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 8.100 đô. Cái xoàn 1 carat 21 mà nước hedge color IF mà có cả 8 trái tim 8 mũi tên chỉ có 7.250 đô. Cái nhẫn xoàn là 850, hai cái cộng lại là 8.100 đô. Qua món số 6 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu hồng cong vàng trắng 18K, có khoảng 30 viên xoàn nhỏ, cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 09, nước J-Color VVS1 cộng với 3 Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 6.500 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 5.300 đô. Cái xoàn 1 carat 09 nước J cho nó quý vị, nước J nó trắng lắm quý vị. J của GIA chứ không phải J ngoài giấy quý vị ạ. VVS1 tức là 2 V thì sạch tuyệt vời. Giá thì chưa ở giá on sale chỉ có 4.500 đô thôi quý vị. Cái nhẫn xoàn là 800, hai cái cộng lại là 5.300 đô quý vị. Qua món số 7 là một đôi bông tai vàng trắng 18K, có khoảng 30 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn, mỗi viên là 5.4 L. VVS1 tức là 2 V đó quý vị. Nước J color là J của GIA, nó trắng lắm quý vị ạ. À, cộng với 3 Excellent. Hai cái viên này đều có Hot and Arrow, đều có 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai viên này đều là có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.500 đô rồi quý vị. On sale ngày hôm nay chỉ có 3.350 đô. Cái xoàn 5.4 VVS1 mà nước J color chỉ có 1.500 đô. Nhân 2 là 3.000. Còn bông tai là 350, hai cái cộng lại là 3.350. Qua món số 8 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 95 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa, hấp dẫn quý vị, 6 ly. Nước G color, G là G gà đó, là girl, G girl. Nó là IF tuyệt vời luôn quý vị, có cả 3 Excellent, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên là Hot and Arrow. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 6.000 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 5.000 thôi quý vị. Cái xoàn 6 ly nước Jigger IF chỉ có 3.800 đô. Còn cái nhẫn xoàn là 1.200, hai cái cộng lại là 5.000 quý vị. Đây tất cả là 8 món, mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát quý vị nha. Cảm ơn chị Bích.
Và sau đây thì Phạm Khanh sẽ lặp lại món nữ trang từ món thứ nhất cho đến món thứ 8 trong chương trình ngày hôm nay. Món thứ nhất đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K có khoảng 20 viên xoàn nhỏ cộng 5 viên xoàn 4 ly VVS Quan nước E-Color, giá on sale là 2.680 đô. Món thứ hai đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K có 18 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 3 ly 9 VVS Quan nước E-Color, sạch đẹp, không bọt, không than, giá on sale là 1.050 đô. Món thứ ba đó là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K có 5 viên xoàn 4 ly 2 VVS Quan nước E-Color, sạch đẹp, giá on sale là 2.400 đô. Món thứ tư đó là một mặt xoàn vàng trắng 18K có khoảng 28 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 4 ly rưỡi VVS Quan nước E-Color Tree Excellent, giá on sale là 1.450 đô. Và món thứ năm đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 50 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 21 nước H. Henry Color IF Tree Excellent, giá on sale là 8.100 đô. Và món thứ sáu đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 30 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 09 nước J. John Color VVS Quan Tree Excellent, giá on sale là 5.300 đô. Và món thứ bảy đó là một đôi vân tay vàng trắng 18K có khoảng 30 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly 4 VVS Quan nước J. John Color Tree Excellent, giá on sale là 3.350 đô. Và món thứ 8 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 95 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 6 ly nước Jigger Color IF Tree Excellent, giá on sale là 5.000 đô. Xin quý vị rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.